đẹp quá trời là đẹp. Ở đây còn có cả một hồ nước và có con tàu đang chạy về phía mình nè. Hi, xin chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Phía sau là cái mô hình Lego mà những cái giống như là những cái thu nhỏ của châu Âu á, những cái danh lam thắng cảnh thu nhỏ của châu Âu, giống như là Madurodam ở Den Haag của Hà Lan. Linh sẽ quay chi tiết cho mọi người coi, họ làm rất là đẹp, mình nhìn mình mê quá luôn á. Và cái khu này á cũng lớn, rồi qua cái khu đó nữa. Thì Linh sẽ cho mọi người thấy từng khu nó khác nhau như thế nào. Mọi người đón xem nhé. Trời tối quá, quay cái mặt lên cái khu luôn á cả nhà. Legoland Billund Resort, còn gọi là công viên Lego, khai trương vào ngày 7 tháng 6 năm 1968 tại Billund, Đan Mạch. Công viên này nằm ngay cạnh nhà máy Lego và cũng rất là gần sân bay Billund. Vì vậy mà Linh hay than phiền là tại sao có nhiều máy bay bay quá trời đó cả nhà. Bây giờ Linh đọc về lịch sử của nó thì Linh mới biết là nơi đây rất là gần sân bay. Năm 2011 thì có khoảng 1,9 triệu du khách đã đến thăm công viên này. Và tính từ khi mở cửa cho đến nay thì đã có khoảng hơn 50 triệu du khách. Điều này làm cho Legoland trở nên thu hút khách du lịch rất là lớn ở Đan Mạch. Và cái khu này là nằm ở miền Nam của Đan Mạch nha cả nhà. Ở đây có một khu vực gọi là Miniland, được tạo thành từ hàng triệu viên gạch Lego bằng nhựa. Và không biết mình có phải đang đứng ở chỗ khu mà Miniland hay không, tại vì ở đây có rất là nhiều những cái gọi là những cái biểu tượng của đất nước châu Âu khác nhau á cả nhà. Bây giờ mình đang đi một phần ở đây thì nãy giờ mình chưa biết là cái chỗ gì đây. Mình thấy thật là mát mắt với những cái cảnh tượng này, nó giống như cái cảnh tượng thật ở ngoài đời. Họ làm cái mô hình nhưng mà rất là kỹ, vì chẳng những có cái mô hình không mà cây cối họ cũng thu nhỏ, và có cả những cái giống như là cái ngọn núi rất là tượng trưng của đất nước mà họ đã tạo ra cái khu công viên này. Cứ vài năm là Legoland Billund sẽ bổ sung thêm nhiều mô hình và trò chơi độc đáo. Công viên này đã được mở rộng khoảng 45 mẫu Anh, là tính là khoảng 18 hecta, chia thành 9 khu vực theo nhiều chủ đề, bao gồm là Duploland nè, Imagination Zone, Lego Red Door, Thrall, hay là Adventure Land, Lego City, rồi Miniland, Pirate Land, rồi nhiều cái đất nước vùng cực, vùng đất nhỏ trong Legoland, Billund. Cái khu vực này cũng là điểm thu hút nhiều khách, đứng thứ ba ở Đan Mạch sau cái Copenhagen, cái thủ đô của Đan Mạch, sau đây thủ đô của Đan Mạch. Hôm nay mình rất là vui vì khi mà mình đến đây thì trời nó mưa tầm tã ở ngoài luôn. Nhưng mà khi mà mình đến đây từ lúc mà mình quay phim cho đến bây giờ thì không có một hạt mưa nào cả. Dù là không có nắng rất là trong xanh hoặc là gì, nhưng mà may mắn là khi mình lên phim thì mình thấy vẫn rất là nét và rất là đẹp. Họ tạo cái lâu đài mà còn có cả những cái dây leo lên lâu đài nữa thì họ biết là họ kỹ như thế nào rồi đó. Mình đi vòng vòng các khu này thì
ngoài cái trong cái clip này Linh chỉ quay một phần thôi, và sau đó sẽ có những cái phần khác nhau để cho các bạn coi từng cái khu vực, từng cái đất nước khác nhau, để các bạn hình dung được là dù là ở châu Âu nhưng mà nó khác nhau như thế nào nhé. Linh nghĩ là đây, hồi nãy Linh nói cho mọi người mà mình nên quên để ý, Linh nghĩ là cái khu này là khu vực của nước Đức. Và hình như là Linh đã đến khu vực này rồi, nó nằm ở cái dòng sông Rhein ở Đức. Mọi người coi cái clip dọc dòng sông Rhein á, thì là hình như là khu vực này đúng rồi, đây, đúng rồi. Đây, đúng rồi, Linh nói đúng rồi. Đây là dòng sông Rhein nè. Rồi đây là một cái dòng sông mà dài nhất ở miền Tây nước châu Âu, miền Tây châu Âu. Mình đã đến cái dòng sông này rất là nhiều lần và mình cũng đã quay phim cho các bạn coi. Nếu các bạn chưa xem thì hãy vào kênh của Linh lục lại cái clip dọc dòng sông Rhein, hoặc là còn nhiều cái nước khác, cái clip khác nữa nha cả nhà, Linh có quay ở đây. Mình thì ở đây là mình đi dạo ở khu vực này, còn gia đình của mình đã đi chơi những cái trò khác rồi. Họ không có chịu đi, họ không phải là không chịu đi, mà tại vì nếu mà họ đi theo mình, họ quay cho mình thì họ sẽ bị trễ những cái trò chơi mà tụi con của Linh nó muốn chơi. Cái nhà hàng rất là đặc trưng kiểu Đức nè cả nhà. Họ làm kỹ quá ha. Có ban công, có gạch, cái sỏi đá ở dưới cái này, cái sân á cả nhà, cho mọi người đi chơi. Nếu mà thật sự ra, nếu mà mình không nói và hoặc là mình quay không có trúng người đó thì cả nhà sẽ không có tưởng tượng được đâu ha. Nếu có dịp, nhất là khi con mình còn nhỏ nhỏ đó, khoảng 5 tuổi thì rất là thích hợp để các bạn vào đi chơi. Cái này cũng là khu vực của Đức luôn nhé, Munich. Thì ở đây là khu vực gần sân bay. Mà sao mình có đọc là nhầm không ta? Mình chẳng thấy cái sân bay nào cả, mình chỉ thấy là sông nước thôi. Đây là những cái phần mà mọi người sẽ thấy ở châu Âu rất là nhiều, những cái chỗ mà cảng để cho tàu đậu như vậy đó cả nhà. Những cái con kênh có những cái chiếc tàu sẽ đi qua đi lại, và có những người mà người ta sinh sống trên tàu, người ta sẽ đậu như vậy. Hoặc là ở có các những cái vùng biển hồ á, thì sẽ có rất là nhiều cái khu vực cho tàu cập bến. Như Linh đề cập ở những cái clip trước, khi mà Linh giới thiệu về cái khu vực này, thì mình muốn vào đây chơi, mình sẽ trả một người là 25 euro. Nếu mình mua vé trong một ngày thì gia đình Linh mua vé trong một ngày cho 4 người là... mỗi một người là 50 euro. Thì nhà Linh đã trả 200 euro cho một ngày đi du lịch ở đây. Và nếu mọi người muốn ở đây chơi 2 ngày á, thì sẽ là 300 euro chứ không phải 400 euro cho 4 người nha cả nhà. Cái clip kia thì Linh nói sai là khu vực này không có chỗ nghỉ, tại vì Linh không thấy cái resort của nó. Nhưng mà thật ra là họ có resort. Nhưng mà nếu mình mua cái vé 300 cho 2 ngày á, thì là mình phải đi về, chứ mình không có được ngủ tại đây. Tại vì cái chỗ Linh thuê á, thì rất là gần cái chỗ này. Cho nên tụi Linh coi vé để đi 2 ngày, nhưng mà cuối cùng thì quyết định chỉ đi một ngày thôi, để những ngày khác đi chỗ khác chơi. Thì mình không có coi cái vé là nếu mình ngủ ở đây thì một đêm họ sẽ tính bao nhiêu tiền. Mọi người nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì hãy vào các trang web của họ để tìm hiểu. Thông cảm cho Linh quên tìm hiểu để giới thiệu cho mọi người rồi. Okay, copy.
mình chưa có đi qua các khu vực ở ngoài đời, nhìn nó rất là lạ, tại vì cái khu công nghiệp rất là hiện đại nhưng mà nằm sâu trong cái lòng núi. Thì chắc chắn họ xây dựng cái kiểu này thì ở ngoài sẽ có một cái khu vực giống như vậy, nhưng mà mình chưa có đi qua. Hy vọng là một ngày nào đó mình đi qua thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người nhé. Có đủ người đứng chờ đợi rồi ẵm con rồi gia đình họ làm, thực sự ra mình thấy rất là kỹ càng và rất là đáng yêu. Nhờ khi mà mình tham quan cái khu vực Legoland này thì mình mới biết là ở châu Âu còn có nhiều điểm đẹp quá mà mình chưa có dịp đi đến. Ở đây là một khu vực chắc là nông thôn nhỏ nhỏ gọn gọn, nhà cửa cũng sát sát nhau nhưng mà nó không có quá nhiều nhà, gọi là cái khu giống chắc là cái khu nghỉ thôi. Thì ở Hà Lan, ở quên sorry cả nhà, ở châu Âu nó cũng có từng cái khu vực như vậy đó cả nhà, nhỏ 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 nhỏ. Cái khu vực này là gần cảng Tàu đây. Mọi người thấy cái chiếc xe tải này thấy cưng quá hả? Cái chiếc xe này xe bồn đúng không cả nhà? Mình Linh nó không phải là người trong ngành, Linh không biết kêu và Linh cũng dở quan sát lắm. Còn ở đây xe tải chở cát nè. Họ dừng lại ở chỗ này cho công nhân làm việc. Nhà mái ngói đỏ rồi nhà này nhà kia, rồi cái nền sân gạch vừa giống nhau vừa khác nhau. Cái này mình nghĩ chắc là nhà máy điện quá, chắc nhà máy điện ha cả nhà hả, nhìn thật là giống là cái kiểu mà sản xuất điện hoặc là đúng đúng rồi, cái kiểu nhà máy điện thôi. Cái khu vực này Linh thấy là cho người lớn ngắm nhìn nhiều hơn là con nít, là con nít nó chỉ ngắm sơ sơ thôi chứ nó đâu có hình dung được cái chỗ nào và chỗ nào đâu, nó chỉ hình dung được giống như là mình đó, cái chỗ này là nhà của mình nè, giống nhà của mình nè, thì nó đứng lại để coi. Còn những cái khác nó coi sơ sơ, chủ yếu là nó sẽ đi chơi những cái trò khác. Một cái tàu để nghĩ là vận hành dầu chứ không phải là tàu chở hàng hóa thông thường. Mình thật sự là rất là ngưỡng mộ những con người làm ra tàu thật và những con người làm ra những cái mô hình như thế này đây, để cho mình tìm hiểu kỹ hơn. Tại vì nếu mà ngoài đời thì Linh chưa tận mắt thấy, cho nên Linh khi mà Linh nhìn giống như chiếc tàu chở hàng này nè, nó to kinh khủng khiếp luôn. Nãy giờ mình cứ đứng mình quay là tại vì mình mê nó quá đó cả nhà. Phía xa xa là có cái chỗ xoay vòng để mình ngồi mình nhìn toàn cảnh ở Lego. Linh cũng có quay rồi nhưng mà Linh không chưa có lục tìm được nó ở chỗ nào để edit clip cho mọi người xem. Nhìn mát mắt thật cả nhà ha, nhìn nó cứ thích thú làm sao đó. Linh rất là thích mấy cái nhìn thôi chứ không phải thích chơi, tại vì mình không có cơ hội chơi từ nhỏ đó, cho nên mình không có còn cái kiểu đam mê và tìm hiểu. Tại vì sau này lớn lên mình có những cái sở thích khác nhau, nhưng mà khi mình đến mình nhìn cái này thì mình mê quá. Cái khu này nó quá rộng đi. Linh quay một một cái gọi là một phần rồi. Sau đó Linh sẽ quay cho mọi người coi các phần khác nữa nha. Mọi người hãy đón xem tiếp về cái khu Lego này trong kênh của Linh.
Linh mong mọi người hãy share, like và subscribe cho những người khác xem. Nếu mà chưa có dịp tới đây thì mọi người xem qua cái màn hình. Còn nếu mà đã đến đây rồi thì gợi nhớ là kỷ niệm. Linh cảm ơn cả nhà nhiều nhé. Chúc cả nhà một ngày thật là vui. Bye bye, hẹn gặp lại cái phần sau nha.